video đâm diều của Nguyễn Tuấn Anh ở một bãi rất rộng. Buổi trưa lắng 3 giờ nó gọi điện bay đâm diều nó rồi. Đấy, Loan đi ra đâm đấy. Bây giờ vừa quay vừa cầm dây, anh em thông cảm nhá. Chẳng may tí không quay được diều thì... Trời rất xanh, gió rất to. Rồi. Được rồi em ơi. Được rồi. Ui, cầm dùng một tay lặng quá. Cố gắng cầm để quay cho mọi người xem. Diều đã lên, một phát lên ngay. Vẫn hơi lạnh. Thôi được rồi, thế được rồi. Không tránh được.